Phường Phan Đình Phùng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 400 hectare lúa đang trổ bông bị đổ, chiếm gần 90% diện tích canh tác. Hàng trăm cây xanh, gần chục mái tôn bị tốc mái, trong đó nhiều nhất là 500 mét mái tôn trường tiểu học và trung học cơ sở xã. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà trường cũng như tập trung các lực lượng, các ngành đoàn thể là đến là dọn dẹp gọn gàng để sáng ngày mai là đón các cháu đến trường, cũng là dọn dẹp tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Trên địa bàn phường Nhân Hòa, tuy thiệt hại về kinh tế không lớn nhưng ảnh hưởng do bão gây ra là khá nhiều, chủ yếu là cây xanh đổ ngang đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cái số lượng cây đổ rất là nhiều. Sau khi cơn bão đi qua thì ngay trong đêm hôm qua là chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phường cộng mấy chưng dụng 20 chiến sĩ của đơn vị tên lửa J63 huy động của nhân dân là 4 cái xe tải thế và 4 cái máy cắt tay để làm sao là giải phóng đảm bảo cái việc mà giao thông được thông suốt. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có gần 200 nhà bị tốc mái, gần 1.000 cây xanh bị đổ gãy, diện tích lúa đổ là gần 1.700 hectare, 30 hectare rau màu và cây ăn quả, 4 cột điện bị gãy đổ, các ao hồ, đầm nuôi trồng thủy sản cơ bản an toàn. Thị xã thành lập nhiều đoàn kiểm tra xuống các xã phường, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả.